Nói cái tình yêu liên quan đến một người nam, một người nữ khi đến tuổi trưởng thành, rồi một ngày đẹp trời chúng ta kết hôn, chúng ta sinh con. Đấy vẫn là một cái đề tài muôn thuở hàng nghìn năm nay mà các nhà văn, nhà báo nói hoài không hết. Tôi cùng trả lời. Bây giờ thì tôi chia sẻ một chút xíu, vì đã nói đến tình yêu thì nói gì thì nói. Cái tình yêu liên quan đến một người nam, một người nữ khi đến tuổi trưởng thành, rồi một ngày đẹp trời chúng ta kết hôn, chúng ta sinh con. Đấy vẫn là một cái đề tài muôn thuở hàng nghìn năm nay mà các nhà văn, nhà báo nói hoài không hết. Nói hoài không hết. Và dù chúng ta thành công trên đường đời như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cái gia đình nhỏ của chúng ta mà nó lộn xộn á, thì hình như đâu đó cuộc đời của chúng ta nó vẫn cứ bị rạn nứt, nó không có bình ổn được. Nên tôi sẽ chia sẻ một chút xíu để các bạn hình dung về những cái mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ của tình yêu một người nam, một người nữ dưới góc nhìn của nhân tướng và dưới góc nhìn của đạo lý nha. Đó, tôi sẽ chia sẻ một chút xíu thôi. Rồi, chúng ta cùng nhau nhìn lên cái màn hình nha. Màn hình các bạn phóng to cái màn hình ra giúp. Với cái tuổi trẻ của hiện nay á, chúng ta để ý này, với cái tuổi trẻ của hiện nay á, thì chỉ cần em thích là được, chỉ cần anh thích là được. Tức là tình yêu nó là tình thích, nó thích nhau và nó nghĩ là nó yêu nhau, nó thích thôi. Mà nếu mà mình nói trắng phớ ra theo đạo học là nó tham nhau thì nó tưởng là nó yêu nhau. Đó, nên chúng ta để ý những cái tình yêu mà dạng do mình thích thích ấy, thì mình nhầm tưởng á, thì nó đến với nhau nghe thì lãng mạn, nhưng rồi nó quay lưng lại với nhau rất nhanh, vài năm là ly hôn, vài năm đó, vài năm là ly hôn. Thì chúng ta nhìn thử, ứng dụng thử nhân tướng vào đây một chút xem nó như thế nào. Đây là một vài lợi ích của nhân tướng này. Nhân tướng thì nó xem được phần nào cái nghiệp lực của chúng ta, cái nghiệp quá khứ nó trổ ra khuôn mặt, nó trổ qua ánh mắt, trổ qua lời nói, trổ qua hành vi và thái độ sống của chúng ta. Nên chúng ta tinh ý, chúng ta sẽ xem được cái nghiệp lực của họ. Những người nào mà càng kinh nghiệm mà càng tinh ý thì xem được nhiều, người nào ít kinh nghiệm thì xem được ít, vậy thôi. Thì đầu tiên là chúng ta nhìn được cái thế mạnh, thế yếu, cái may mắn hay cái khó khăn của họ. Cái thế mạnh nó sẽ liên quan đến cái may mắn, và cái thế yếu nó liên quan đến cái khó khăn của họ. Cái thứ hai là chúng ta nhìn được những tính cách điển hình của cái người đó. Chúng ta không nhìn hết được các tính cách đâu các anh chị, nhưng tính cách điển hình là chúng ta nhìn được. Ví dụ như là các bạn nhìn nhìn bạn Phùng Phương, to cao, đẹp trai, giọng nói trầm ấm, trán cao vời vợi, tức là người thích nghiên cứu, thích tư duy. Thích tư duy, nhưng mà âm thanh của bạn ấy là có lực, âm thanh có lực, tức là nghiên cứu đến tận, quyết tâm chứ không có hời hợt. Cũng một khuôn mặt như bạn Phùng Phương với cái trán như thế này, vương vức nhìn tương đối đẹp trai như thế này, trán rộng cao như thế này, nhưng nếu mà giọng nói nghe nó yếu, nó hụt hơi, giọng nói nó lè nhè, tức là đi nhậu nhiều quá nó lè nhè, thì sẽ không có master Phùng Phương, mà coi chừng có thất nghiệp Phùng Phương chứ không có master Phùng Phương. Tức là chúng ta phải có một cái nội lực gì đó để chúng ta đeo đuổi một cái nghề cho nó ra ngô ra khoai. Nên cái chán nó là hình tướng, nhưng mà âm thanh nó là thần khí, nó là khí. Khí lực nó mạnh, nó giống như nhựa sống ấy, nó giống như xăng xe, nó có xe nó mới chạy được nha. Nên cái chán nó là biểu hiện dễ nhìn, nhưng mà còn cái thần khí. Rồi các bạn tiếp xúc với người đó thì hành vi thái độ của họ như thế nào, thì chúng ta sẽ đọc được cái tính cách điển hình. Tính cách điển hình. Và hầu hết chúng ta để ý là tính cách điển hình nó sẽ chi phối đời sống chúng ta, nó sẽ chi phối. Cái thứ hai là chúng ta biết được cái điểm mạnh, điểm yếu thì chúng ta mới phát triển cho đúng cách được. Cái điểm yếu nào mà là những điểm yếu cốt tử, tức là nếu không khắc phục là mình sẽ bị thất bại vì nó, buộc chúng ta phải điều chỉnh phát triển nó. Những điểm mạnh nào mà mình mang ra cuộc đời nó thực sự có những cái giá trị lớn cho bản thân và cho cuộc đời, thì những điểm mạnh đó các bạn phải tìm mọi cách phát huy, tìm mọi cách phát huy. Thì như vậy chúng ta mới phát triển cho đúng cách được. Nên chúng ta để ý này, cái cách học
của chúng ta bây giờ là học cao bằng. Học cao bằng tức là mọi môn đều phải là học sinh giỏi, nên cuối cùng lại không tìm được điểm mạnh và điểm yếu của học sinh. Không tìm được thì dẫn đến phát triển cho đúng cách không tìm được. Phát triển cao bằng là chế độ văn toán lý hóa sinh sử địa chính trị giáo dục công dân lịch sử đảng, môn gì cũng cao bằng hết, thì đứa trẻ đã lớn lên bước ra cuộc đời không cái gì giỏi cả, nên phát triển không đúng cách rất nguy hiểm. Rồi tính cách điển hình nổi trội của họ là gì, thì mình sẽ biết cách đối nhân xử thế, ứng xử ứng với cả cái cách đó. Ví dụ như là các bạn nhìn bạn Phùng Phương là cái giọng nói như thế và cái chán như thế, thì chắc chắn làm việc với bạn Phùng Phương với cái tính cách nổi trội là thích tư duy và cái giọng nói như thế là cái tố chất bên trong nó mạnh, thì có thể nếu bạn Phùng Phương chưa đi tu tập thiền thì có thể sẽ có xu hướng quản lý theo cái xu hướng hơi độc tài và hơi quân phiệt một tí. Quyết liệt làm được việc nhưng có hơi cái chất độc tài và quân phiệt, nên nhân viên đôi khi không lý luận được, không cãi được. Đó, thì mình phải hiểu như vậy. Thì khi nào mà thấy sếp đã quyết chắc như đinh đóng cột rồi thì thôi đừng có ý kiến. Ý kiến nhiều nó mệt. Nhưng lựa lúc nào người ta vui vẻ thì mình góp ý sau. Ngay lúc đó trong cuộc họp góp ý vẫn vô ích. Hiểu cái điều đó mình mới đối nhân xử thế được. Cái thứ hai, người ta là người chán cao, người ta tư duy sâu, thì mình trình bày một vấn đề phải có giải pháp, phải mạch lạc. Trình bày mà cứ lè nhè rồi cứ lòng vòng rồi chẳng có giải pháp gì, chỉ toàn là nêu vấn đề thôi, thì chắc chắn sẽ bị sếp chửi. Xong bị sếp chửi đến lần thứ 5 lại cứ nghĩ sao cuộc đời của mình đen thế, đi đâu cũng bị sếp chửi. Đâu có đúng, vì cái năng lực trình bày của mình kém, mà lại gặp cái người có tính cách điển hình nổi trội là họ tư duy sâu và họ quyết đoán, thì họ không nghe mình trình bày lòng vòng đâu. Đó, mình hiểu như vậy thì đối nhân xử thế nó dễ hơn. Và trong mối quan hệ vợ chồng cũng y như thế. Chúng ta phải hiểu tính cách người vợ, tính cách người chồng thì mình mới đối nhân xử thế giữa vợ chồng được. Nhiều người không hiểu cái này, đối nhân xử thế sai cách, thế là vợ chồng cứ lục đục, rồi nó tích lũy dần những cái này, vì sao nó trở thành những cái vết thương lòng, và thậm chí nó trở thành ly dị chỉ vì những cái lục đục từ những việc rất nhỏ. Đó. Rồi khi mình hiểu được mạnh yếu, tính cách điển hình nổi trội, thì mình mới chọn được đâu là bạn bè cần chơi, đâu là người yêu cần lấy, phải chọn được. Đâu là sếp cần theo, đâu là nhân viên cần tuyển. Chọn bạn bè người yêu nha, thì người yêu này nó mới khởi sinh này, về sau thành hôn nhân gia đình này, và chúng ta phát triển mối quan hệ vợ chồng, phát triển mọi mối quan hệ, vì chúng ta hiểu cách đối nhân xử thế. Nhưng mối quan hệ vợ chồng là một mối quan hệ đặc biệt, tồn tại 40-50 năm lận. Các bạn 30 lấy 70 mới đem chôn thì 40 năm lận. Nên các bạn phải để ý cái này, phải hiểu họ, hiểu mình, hiểu những tính cách nổi trội điển hình, hiểu mặt mạnh mặt yếu của họ, thì mình mới chọn cho nó phù hợp với mình, và mình mới biết cách phát triển mối quan hệ của hai vợ chồng cho nó hài hòa nha. Đây, và ở đây chúng ta nhìn nhân tướng này. Cái hình tướng của chúng ta là cái phần nổi của cái cây, còn cái phần tâm tướng là cái phần chìm của cái cây, bộ rễ. Những cái nền tảng thuộc về gốc rễ mà nó đâm cho sâu xuống lòng đất thì nó gọi là tâm tướng. Cái gì nó nổi lên ai nhìn cũng thấy thì nó gọi là hình tướng. Nói theo ngôn ngữ đời thường, hình tướng gọi là nhan sắc. Nhan sắc nha. Yeah. Tâm tướng thì gọi là tính cách. Tâm tướng là tính cách. Yeah. Nên hai người về mặt hình tướng giống nhau, nhan sắc giống nhau. Nhưng có người thì họ đào luyện, rèn luyện cái tâm tướng vững chắc, cái bộ rễ nó đâm sâu. Còn có những người thì sống hời hợt vì do gia đình nuông chiều, gia đình lỡ giàu có, sinh ra nuông chiều con, thế là cái bộ rễ nó không chịu đâm sâu xuống lòng đất. Nó chẳng có khó khăn gì nó phải vượt qua cả, cái gì cũng có người làm giúp rồi. Đi thi thì nhiều khi là bố mẹ đi xin thầy cô hộ. Đấy, cứ như thế thì bộ rễ nó không có mọc. Bên ngoài thì cứ tốt tươi, nhìn thì to cao đẹp trai, nhưng bản chất anh ta vô cùng yếu đuối. Đụng cái chuyện cái là anh ta gãy đổ. Nên chúng ta để ý, nhìn bề nổi làm bước một, nhưng bước hai phải nhìn cho bằng được, nhìn được bề chìm. Học nhân tướng mà không nhìn được bề chìm là thất bại. Vậy một cái mối quan hệ, một người nam quen với một người nữ,
rồi yêu nhau, rồi lấy nhau, các bạn phải nhìn được cái bể chìm này. Cái bể chìm này nó phải có cái sự hài hòa, nó phải có cái sự phù hợp thì các bạn mới nên lấy. Chứ đừng vì cái nhan sắc bên ngoài mà lấy, để rồi về nhìn lại cái bộ rễ, sau vài năm nó lòi cái đuôi chuột ra rồi chán quá, bảo ngày xưa em lấy anh thì như thế, sau có 3 năm mà anh không còn như thế nữa. Không phải đâu, anh vẫn như thế, em vẫn như thế, nhưng ngày xưa chúng ta nhìn được cái bề nổi, còn về với nhau một thời gian chúng ta nhìn được cái bề chìm. Ngày xưa không chịu tìm hiểu. Đó. Thì trong nhân tướng học là nó có 4 cách xem tướng. Bạn Phương chịu khó chờ một tí nha, mình đi lướt sờ lý thuyết một cái. Có 4 cách xem tướng. Thì xem bộ vị, nhan sắc này, miệng, cằm, mũi, mặt, trán, gò má, tai, mắt, lông mày gì đó, nôm na vậy đó, là cành lá thôi. Sau đó các bạn xem đến cái gốc, cái thân. Cái thân nó là cốt cách, gân xương. Vậy một cái người nào mà gân xương, da thịt gân xương tập luyện đều đặn, khỏe mạnh, rắn chắc là được cái bộ gốc tốt. Nên con cái của các bạn chơi thể thao và rèn võ thuật từ nhỏ là yếu tố rất tốt đấy. Chứ không phải đi sửa mặt vê lai là tốt nhá. À. Rồi sâu hơn nữa là vào cái bộ rễ, thần khí. Thần thì chúng ta xem qua ánh mắt là chính, và khí chúng ta xem qua giọng nói là chính. Nha. Rồi. Và cái cuối cùng đó chính là nghiệp lực. Nghiệp lực nó bộc lộ qua hành vi và thái độ sống. Chúng ta tiếp xúc với họ, những hành vi thái độ sống của họ nó cứ bung ra, nó cứ biểu lộ ra. Thì mình cứ đọc như vậy một thời gian là mình phát hiện tính cách của họ là gì. Đó. Và đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn hoặc những hoàn cảnh thuận lợi mang lại quyền lợi lớn, mình sẽ biết được tính cách của họ là gì. Còn những hoàn cảnh quá thông dụng, phổ cập thì mình khó đọc hơn. Khó khăn bất chợt đến, thuận lợi bất chợt đến, cơ hội bất chợt đến thì chúng ta sẽ biết được ngay tính cách của họ là gì. Và trong cái quá trình mà xem nhân tướng, mà bạn nào xem được 4 yếu tố này này thì mới gọi là biết xem nhân tướng. Còn chỉ xem mỗi cái phần nổi là hình tướng là chúng ta xem bị phiếm diện, tức là xem chưa hết các góc cạnh của nhân tướng. Nhân tướng có 4 góc cạnh, mình xem có một cạnh mình kết luận. Một cái hình chữ nhật nó có 4 cạnh, mình mới ngó sơ có một cạnh thì mình kết luận là sai, mình phải nhìn 3 cạnh còn lại nữa nha. Và cái quá trình xem nhân tướng của các bạn là 3 bước: quan sát, phân tích và đúc kết. Có 3 bước này. Đấy. Cái này nó nằm trong lớp chánh kiến 1 kỹ lưỡng hơn các bạn nhé. Đánh thức ý nghĩa cuộc đời. Và đặc điểm và tính cách của nhân tướng thì ở đây tôi liệt kê ra 11 cái đầu mục. Tam đình ngũ nhạc này, ánh mắt và lông mày này, gò má, quai hàm, trán, mũi, tai, đầu mũi, xung quanh khuôn mặt, lời nói, uy lực, trầm ổn hay là đay nghiến hay là triệu trạo, hụt hơi này, đi đứng hấp tấp, nhanh gấp hay ổn trọng, gầy xương và mập tròn, âm và dương. Thần ánh mắt nó thể hiện nội lực, tâm tư, cảm xúc, giận buồn hay sâu sắc này, phản ứng khi gặp bất ngờ, khó khăn hay quyền lợi. Và cuối cùng là khẩu khí, nội dung lời nói thể hiện hoài bão, lý tưởng sống của họ. Thì người nào xem hết 11 cái mục này thì nó chính là cái cây từ nấy. Đây, 11 cái mục này là nó miêu tả toàn bộ 4 cách xem tướng này, toàn bộ. Nha. Rồi bây giờ lấy ví dụ cụ thể này. Đây là một khuôn mặt. Khuôn mặt này đại diện cho phúc hậu, thiện lương, thường may mắn. Cái người phúc hậu là đầu tiên các bạn nhìn tổng quan khuôn mặt, thấy có nét phúc hậu, chuẩn đầu, nó lớn, cái đầu mũi nó lớn hơn bình thường. Đầu mũi nó lớn như quả cà chua, giống như ông già Noel ấy. Đó. Cười lên là phúc hậu, ánh mắt nhìn thẳng phúc hậu, giọng nói nhẹ nhàng cũng phúc hậu. Mình không có thấy cái ý gì, âm mưu gì đằng sau ánh mắt, cái giọng nói đó cả. Thì thường là người phúc hậu. Ha. Thì với cái người phúc hậu thiện lương này thì thường là cái nghiệp quá khứ của họ là người may mắn. Tức là họ làm nhiều việc tốt rồi, nên đời này họ vẫn tiếp tục phát huy cái việc tốt đó. Và vì họ làm nhiều việc tốt nên họ may mắn, đi đến đâu cũng có người giúp. Đặc thù của người phúc hậu thiện lương là ít quyết đoán và dễ ba phải. Gặp ai họ cũng tốt hết, nên họ ít quyết đoán và dễ ba phải, họ dễ chiều lòng người khác nha. Và đôi khi họ bị thụ động, ì hoặc là lười. Vì may mắn nhiều quá thì nó sinh ra thụ động, ì và lười.
may mắn quá nên nó sinh vậy đó nha. Rồi người phúc hậu thiện lương thì có cái ưu điểm là hay cho đi dù bị thiệt, lưu ý này, họ cho đi dù thiệt hại họ vẫn cho, dù biết thằng bạn nó mượn tiền của mình nó không trả họ vẫn cho mượn. À, đấy là đặc điểm của người phúc hậu thiện lương. Nên chúng ta yên tâm lấy một người phúc hậu thiện lương về, phải chấp nhận cuộc chơi là họ thường xuyên giúp đỡ cho đi người khác mà chẳng có bao giờ đòi lại cả. Chấp nhận cuộc chơi này thì lấy không thôi. À, xu hướng cuộc đời của họ là đi về con người và cộng đồng, đi về thiện nguyện, đi về giáo dục hoặc đi về sẻ chia. Những người nào mà họ được thả vào cái môi trường liên quan đến thiện nguyện, cộng đồng, giáo dục, sẻ chia, hướng về tính nhân văn, tính con người, gọi là cá gặp nước, thả cá về với nước, đừng bắt cá đã leo cây. Mà cái lượng người phúc hậu, khuôn mặt phúc hậu từ bé rất nhiều, ít nhất khoảng 30-40% là con cái của chúng ta mặt mũi phúc hậu sẵn rồi. Vậy mà những cái người đó mà chúng ta lại ép họ đi kinh doanh, ép họ dùng thủ đoạn để lên chức là sai cái nghiệp của nó. Sai cái nghiệp của nó. Cái nghiệp của cái con người đấy phải lọt vào cái môi trường hướng đến thiện nguyện, hướng đến cộng đồng, hướng đến giáo dục, hướng đến sự cho đi thì cá mới gặp nước được. Nên cái quan điểm bây giờ lúc nào cũng khởi nghiệp, lúc nào cũng kiếm tiền là một cái quan điểm phải xem lại đấy. Rồi, vậy là chúng ta hiểu đặc điểm của người phúc hậu thiện lương rồi, thì họ cần khắc phục cái gì? Họ cần khắc phục cái chỗ hay ba phải và ít quyết đoán này. Vậy là họ phải rèn sự quyết đoán mạnh mẽ và triệt để. Ví dụ các bạn có một cái đứa con mặt mũi phúc hậu hay làm việc tốt với mọi người thì phải cho nó đi học võ, cho nó đi leo núi, cho nó xuống biển, cho nó chơi những cái thể thao nặng để cho ý chí nghị lực nó tăng lên. Sau đó mình chỉ cho nó, học cho nó, chỉ cho nó thêm về tư duy, đặc biệt là tư duy phân biệt cái gì nên làm, cái gì không nên làm, để cái việc tốt của nó được đặt vào đúng chỗ. Thế thôi, chứ đừng cấm nó không cho đi. Trẻ con mà có cái tính cho đi là hàng hiếm lắm, phải cố mà giữ nha. Đó. Phúc hậu là mặt mạnh, tức là tính cho đi là mặt mạnh thì cần vào đúng tổ chức và con người hướng thiện. Đừng thả họ vào những môi trường mà thủ đoạn tham nhũng hối lộ, thủ đoạn đấu đá kịch liệt phe phái là những con người thiện lương không phù hợp. Không phù hợp. Họ vào những môi trường đó họ không vui, có tiền họ cũng chẳng vui đâu. Vợ chồng phải hiểu điều này, phải hiểu điều này để chấp nhận cái điều thiện lương này, chấp nhận cho đi mặc dù bị thiệt này, để phát huy tính hướng thiện của họ, phát huy tính hướng thiện, chứ đừng ngăn cấm họ không thiện lương, lưu ý nha. Ngược lại mà cứ soi mói về tiền, soi mói về thành công, soi mói về quyền lực, dứt khoát sẽ xung khắc. Nửa kia, vợ hoặc chồng mà ích kỷ, cá nhân, toan tính, dính mắc thì lấy một người thiện lương sẽ hai người sẽ làm khổ nhau, hai người sẽ giày vò nhau cả đời vì quan điểm sống hai người quá khác nhau. Nha, chúng ta lưu ý đây là người phúc hậu thiện lương, đây là người toan tính mưu mô ích kỷ. Rồi lát nữa mình nói sau, đây là người cảm xúc quá đà hay đòi hỏi dính mắc thì lát nữa mình sẽ nói sau. Rồi chúng ta nhìn ở dưới cái góc độ đạo học này, nhìn ở dưới góc độ đạo học thì đây là một cái bản đồ. Các bạn nào học lớp đánh thức ý nghĩa cuộc đời chánh kiến một á, các bạn sẽ thấy cái bản đồ này liên tục được sử dụng ha. Cái bản đồ này nằm trong cái lớp đó, cái sơ đồ này. Thì chúng ta yêu nhau á là chúng ta yêu nhau khởi điểm chúng ta nhìn bóng của một cái cô đi ngang, một cái ánh mắt dễ thương, một tà áo dài, một giọng nói dễ thương là chúng ta thích. Vậy là khởi điểm nó nằm ở chúng ta hơi tham một tí. Thích là khởi điểm của tâm tham đó đó các bạn. Cái này phải là nằm trong cái bài đạo học thì mình mới chấp nhận quan điểm này. Chứ nhiều người người ta không chấp nhận thích là tham đâu. Rồi, nhưng vì tham nhau mà chúng ta đến với nhau, ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau. Loài người hơn loài thú ở chỗ là trong quá trình tiếp xúc, nói chuyện thì cột trí tuệ nó vận hành, tức là nó có năng lực tìm hiểu nhau, có năng lực nhìn nhận lại nhau. Đó, trong quá trình tìm hiểu đủ lâu là cột trí tuệ này, thì nó khởi sinh ra là tôn trọng nhân cách của nhau. Tôn trọng nhân cách của nhau. Đấy. Nên khởi điểm có thể là nó tham nhau, nhưng khi nó đến với nhau thì nó hiểu nhau, rồi nó tôn trọng nhau, rồi nó yêu nhau vì cái sự tôn trọng của yếu tố bên trong này này, của tâm hồn này này. Còn nếu không có cái sự hiểu và thương ở cột trí tuệ và đạo đức
thì tình yêu nó sẽ nhuốm màu tâm tham, tức là tình yêu có người tham về thân xác. Anh ấy to cao đẹp trai, cô ấy xinh gái nên tôi yêu. Có người thì yêu nhau tâm tham là vì nhà anh ta giàu, có nhà lầu xe hơi, tôi thì là sinh viên lên nên tôi thấy tôi thích tôi yêu. Đó. Rồi có người thì lại thấy gia đình đó nó bề thế nên tán con gái người ta thì sau này mình lên chức, quyền thế nhà nó có sẵn rồi. Vậy là mình lấy nhau vì tâm tham, tham quyền. Người thì lấy tham vì tham sắc, người tham vì tham tiền. Thì những cái cặp nào mà lấy nhau trên nền tảng của tham sân si này thì xác suất ly dị vô cùng cao. Đó, vô cùng cao. Còn người nào mà lấy nhau trên nền tảng của hiểu, trí tuệ này, tìm hiểu đủ lâu và thương, thương trên nền tảng của nhân cách đạo đức, của tình nghĩa, của trách nhiệm, của sự thủy chung, thì những cặp này thường bền vững với nhau, thường bền vững. Vậy cũng là tình yêu, nhưng tình yêu đến từ tham sân si nó khác. Đến khi nó cưới á, nó ở cái tam giác màu đỏ hay tam giác màu xanh. Vì tham nhau mà lấy nhau, thì vì sợ nhau có lấy nhau không? Tâm sợ. 30 tuổi rồi, bố mẹ ở quê suốt ngày lấy chồng đi con, bị dọa riết rồi sợ. Một ngày lên trên thành phố gặp anh hơn mình vài tuổi, anh tán có tháng là yêu rồi lấy rồi. Vì bản chất mình có yêu đâu, bản chất là mình sợ dư luận, sợ già đến ai trông coi mình, già đến không có gia đình, cô đơn thì sao. Lấy chồng vì tâm sợ, lấy chồng vì tâm sân, giận. Yêu một anh chàng nào đó 5 năm, đùng cái anh chàng đi Mỹ mất, không nói năng lại câu gì, không kịp xin lỗi mình. Mình giận anh quá, bảo tao lấy thằng khác cho mày xem, tháng sau đi cưới thằng khác rồi. Xong đăng tin Facebook, tác tên anh vô cho mày trắng mắt ra, mày không lấy tao, tao lấy thằng khác cho mày xem. Tức là lấy chồng vì tâm sân, vì mình giận, giận cái anh chồng nó sân giận đó, cái anh người yêu đó mình đi lấy thằng khác cho nó bỏ tức. Vì mình giận nên mình mê mờ đi, quyết định cạn cợt, lấy chồng vì tâm si, mê mờ đi. Nên cũng là cái tình yêu để rồi chúng ta quyết định đến với hôn nhân. Thì có những tình yêu và hôn nhân nó đến từ tâm tham, có những cái người tình yêu hôn nhân nó đến từ tâm sợ, có những người tình yêu hôn nhân đến từ giận dữ, và cũng có những người tình yêu hôn nhân do dốt nát, do ngu si mà chúng ta gắn vào nhau. Đó, do thiếu hiểu biết ấy. Đó. Còn ở dưới góc độ tam giác màu xanh, thì tam giác màu xanh này nhờ sự hiểu biết mà chúng ta lấy nhau. Quý trọng nhau là vì anh ấy có sự hiểu biết hơn người, tâm tính anh đó cũng ổn. Rồi anh ấy tiếp xúc với cô đó thì cô này cũng là cô biết điều, cũng có hiểu biết, chừng mực. Nhưng ngược lại là tâm tính của cô này, cái cột đạo đức rất ổn, chăm lo cho gia đình rất là tốt. Thế là từ đó hai người mến nhau rồi lấy nhau. Vậy cái mến nhau lấy nhau là từ cái cột trí tuệ và cột đạo đức. Rồi quyết định lấy nhau là cột nghị lực. Lưu ý nhé, dù các bạn tìm hiểu kỹ đến đâu, nhưng đến cái ngày cưới vẫn là cột nghị lực. Cột nghị lực là cái sự dũng cảm khi cưới nhau. 25-30 tuổi cưới nhau là phải rất dũng cảm. Vì chúng ta không hình dung được 40 năm, 50 năm nữa chúng ta đi về đâu mà chúng ta vẫn dám cưới. Nên ngày cưới là ngày của dũng cảm. Và bên cạnh sự dũng cảm thì mình phải nhẫn nại, mình phải cam kết đi đến cuối cùng của cuộc đời. Là cái ngày chúng ta đeo cái nhẫn đó. Nhẫn là miêu tả sự nhẫn nại. Nên sau này mà chúng ta lấy nhau rồi mà lỡ xung đột thì lấy nhẫn ra mà nhìn. Lấy nhẫn ra mà nhìn để tụng nhẫn đi, nhẫn đi con, nhẫn đi con. Tụng 100 lần là hết giận nhau đó nha. Nên nó nằm ở chỗ này. Thì đây là dưới góc nhìn của đạo học, của tôi cũng chưa tiện để nói sâu hơn ở cái góc độ là lấy nhau do bản ngã, yêu nhau do bản ngã, và cái tình yêu do giảm cái bản ngã mà tình yêu nó lớn ra thành cả một cộng đồng. Thì cái đó từ từ mình tính sau nha. Rồi, chia sẻ sơ bộ về nhân tướng học nhìn sơ một góc độ một chút, và về đạo học nhìn sơ một chút. Về đạo học thì vẫn còn một chút nữa, và về nhân tướng cũng còn một chút nữa. Tuy nhiên để giao lưu cho các bạn được đa góc nhìn hơn thì tôi sẽ chuyển mic lại cho anh Phương, để anh Phương chia sẻ thêm tất cả những cái gì mà anh cảm thấy được là của với cái kinh nghiệm của anh trong Đông Phương học về mặt mối quan hệ, về mặt tình yêu, sẽ chia sẻ thêm cho các bạn đang xem ở đây cái góc nhìn
của anh và cái kinh nghiệm của anh. Dạ, mời bạn Phương. Vâng, cảm ơn kiến thức vừa rồi của thầy rất là cụ thể, và có một cái điểm của thầy Quân mà thật sự là đến bây giờ vẫn không thay đổi, đó là những cái chia sẻ của thầy hết sức là đơn giản, nhưng mà thực sự đó là những cái tinh hoa của cái sự tinh tế, chứ không phải tinh hoa của cái người nghiên cứu ngây thơ như thầy đã từng chia sẻ. Thì cũng xin chia sẻ các bạn rằng những cái chia sẻ của thầy Quân nói về nhân tướng ấy thì rộng hơn nữa, ở trong phong thủy và trong Đông Phương học thì nó có là Trung Hoa ngũ đại cổ thuật. Tất cả những cái phong thủy của châu Á thì đều, hay là nói riêng là Đông Phương học ấy, thì nó đều xuất phát hầu như là 80% là đến từ Trung Quốc. Còn có thể là chia sẻ rộng thêm thì ngoài ra có cái chiêm tinh Vệ Đà này của Ấn Độ này, hay là một vài cái trường phái của Nam Phi, một vài trường phái mà về phù thủy của Nam Phi nó hơi giống một chút về những cái Kumathong hay là cái gì đó của Thái Lan ấy, bùa ngải của Thái Lan ấy, thì ở bên châu Phi. Còn ngoài châu Phi ra còn có bên thần giáo của Nhật Bản đó. Nhưng mà nổi tiếng nhất và lâu đời nhất đó là Trung Hoa ngũ đại cổ thuật, thì có trước đây đâu đó khoảng 7.500 năm rồi. Mà nổi tiếng nhất trong số đó ấy thì có thể nói đến Lão Tử và Khổng Tử của đạo giáo, thì là một trong những người đã mở đầu cho cái con đường của phong thủy. Và đó chính là những phong thủy chính phái. Phong thủy chính phái là những phong thủy mà xuất phát từ những cái học thuật thực sự, chứ không phải là những cái quan niệm dân gian. Và tôi vừa mới nhắc tới là Trung Hoa ngũ đại cổ thuật, thì trong đó có sơn, y, mệnh, tướng và bốc. Sơn thì là về võ thuật, sơn là về võ thuật, còn y thì là y học. Ngoài ra mệnh, tướng và bốc thì có thể đều coi là phong thủy. Trong đó thì cái bộ môn mà thầy Quân vừa mới chia sẻ với chúng ta ấy, đó là bộ môn tướng. Tướng thì gồm hai cái trường phái lớn, đó là gia tướng và hình tướng. Hình tướng chính là nhân tướng học. Hình tướng chính là nhân tướng học, còn gia tướng chính là xem những cái hình thế của núi non, hình thế của nhà cửa, thì tôi gọi đó là phái loan đầu hình thế. Loan đầu hình thế là cái phái đặc trưng của phong thủy về hình thế. Còn cái một cái trường phái nữa của phong thủy là trường phái lý khí, là có nghĩa là những cái về các cái vì thiên tinh này, rồi là tây tứ mệnh, đông tứ mệnh ấy, thì đó đều gọi là lý khí. Còn và trường phái kia gọi là ngoài hình thế. Thì trong cái chia sẻ về nhân tướng học thì ngoài Tuệ Đức ra, tôi thấy rằng ở ngoài kia hầu như, hoặc là có thể nói rằng 100% thì đều dạy về hình tướng. Và kể cả những cái vị bậc thầy ở trên thế giới thì tôi đều thấy rằng họ đều dạy về hình tướng. Bất kể những cái vị thầy mà tôi gặp ở trên thế giới, như là những nền văn minh của Trung Quốc hay là Đài Loan, Hồng Kông, mặc dù họ nói rất là đúng về cái vận mệnh trong quá khứ của tôi, nhưng mà họ chỉ có nhìn hình tướng thôi, chứ họ không có phân tích sâu như thầy Quân vừa nói. Chúng ta thường nói là trông mặt và bắt hình dong đấy. Hoặc là có thể đấy là những cái bí kíp của họ mà họ chưa truyền, thì tôi cũng không biết được. Nhưng mà họ không nói thành lời và họ cũng không viết thành văn. Rất ít người chạm được vào cái mà chúng ta gọi là thần tướng và khí lực như thầy Quân có chia sẻ. Vậy nên là nếu mà chúng ta xem tướng, nếu mà không học tới ấy, chúng ta học không tới ấy, thì mà chúng ta đánh giá đối phương thì thật sự nó cũng là một phần chúng ta rất là chủ quan cho đối phương. Trong một vài trường hợp khi mà tôi không bị phân tâm ấy, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận rõ được là cái trường năng lượng của người đối diện mình nó như thế nào nữa. Sau khi mà nhìn cái hình tướng của người đó và tôi cảm nhận thấy người đó đang có cái năng lượng như thế nào, tôi có thể gần như tôi có thể cảm nhận được là lúc đó họ đang nóng giận hay là cơ thể của họ đang gặp vấn đề gì về sức khỏe, thì gần như là chính xác đến 80%. Đặc biệt là những người bị bệnh huyết áp. Những người bị bệnh huyết áp thì tôi cảm nhận rất là rõ, những người bị huyết áp thấp, huyết áp cao, và vì cái thân nhiệt của họ tỏa ra rất là rõ. Thì cái này thì có thể trong cái Đông Phương học ấy, chúng ta hay dùng cái từ thần và từ khí ấy. Còn trong Tây Phương thì họ có một cái quyển sách rất là hay có tên là Power vs Force, mà tôi không biết là Việt Nam dịch ra là cái gì nhỉ. Các bạn có thể comment giúp tôi được không ạ? Comment giúp tôi cái tên cái quyển sách đó ở tiếng Việt Nam không? Tôi chưa đọc tiếng Việt Nam. Đó, quyển sách đó thì nó sẽ nói là trong cái trạng thái mình giận dữ này, hay là yêu mến này, hay là tỉnh thức này, thì có những trường năng lượng như thế nào.
đó chính là những cái mà thầy Quân chia sẻ là cái thái độ với cuộc sống ấy. Thì chính những cái thái độ cuộc sống đó nó tạo ra một cái nguồn năng lượng như vậy, và phong thủy chính phái đó là một cái trường năng lượng rất là rõ, nếu như các bạn có hữu duyên cảm nhận được. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải xem thần và xem khí cũng như là thái độ? Với cái sự phân tích và đúc kết của tôi thì tôi cũng xin chia sẻ như sau. Thầy Quân nói rất là rõ là hình tướng là do nghiệp kiếp trước của chúng ta sinh ra. Chúng ta sinh ra như thế nào thì rõ ràng chúng ta không quyết định được, đúng không ạ? Chúng ta sinh ra dù chúng ta có đầy đủ tứ chi hay là mất đi một vài những cái bộ phận trên cơ thể thì hoàn toàn là do những cái nghiệp kiếp trước của chúng ta đã định rồi. Do đó thì cái hình tướng, nếu như chúng ta chỉ có xét về hình tướng không thì đó mới là chúng ta mới chỉ xét về cái nghiệp lực của quá khứ thôi. Còn cái thần khí và cái thái độ với cuộc sống đó chính là những cái tu tập của chúng ta ở kiếp này tích lũy được. Nên nếu chúng ta mới chỉ nhìn vào hình tướng thì đâu đó chúng ta lại xét về cái quá khứ, chứ không tính hết được cái sự tu tập, cái sự sửa đổi cũng như là những cái nghiệp lực kiếp này mà cái người thân chủ đó họ đã tích lũy và họ đã tu tập được, có đúng không ạ? Nên tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta học về nhân tướng học thì chúng ta hãy học thật sâu vào cái bộ rễ. Cái rễ chúng ta biết là rễ thì có những rễ chùm và có những rễ cái. Cái rễ cái đó nó chính là cái thái độ của chúng ta với cả cuộc sống này. Thái độ của chúng ta với cuộc sống nó thể hiện, nó được biểu hiện như thế nào thì nó phải qua, trước hết là qua cái tư duy của chúng ta, qua cái định thân về cái hình ảnh tự thân của chúng ta nữa. Chúng ta tự hình ảnh tự thân của chúng ta là một con người tử tế thì cái tự bản năng, tự những cái bản chất của chúng ta trong những cái hoàn cảnh mà như thầy Quân nó là một hoàn cảnh đặc biệt, mà tôi nói thì tôi dùng một cái từ nó đông phương học hơn một tí, đó là những cái hoàn cảnh kiệt xuất. Trong những cái hoàn cảnh kiệt xuất đặc biệt đó, con người chúng ta không còn có cái khả năng, không còn cái thời gian để mà suy xét nữa, thì toàn bộ là cái tự thân, cái hình ảnh tự thân của chúng ta như thế nào thì nó sẽ có những cái thái độ nó tương ứng, nó diễn ra như vậy. Ví dụ như chúng ta tự thân, hình ảnh tự thân của chúng ta là con người trong cộng đồng GNH, con người trong cộng đồng tử tế, thì khi mà có một cái hoàn cảnh mà về tài chính nó động chạm tới cái quyền lợi của chúng ta thì chúng ta sẽ là một con người mà trong cộng đồng tử tế sẽ có những hành xử khác, và những con người mà có cái tôi cao thì nó sẽ hành xử khác, có đúng không ạ? Thì đó chính là cái sự tu tập và đổi nghiệp ở kiếp này. Đó, tôi cũng muốn chia sẻ những cái sự tích lũy cũng như là những cái đúc kết của tôi có muốn chia sẻ với các bạn. Thì đó là nhân về nhân tướng. Từ nãy giờ tôi nói với các bạn là chỉ có liên quan đến nhân tướng thôi. Vậy thì chúng ta hãy quay lại hai cái yếu tố mà trước kia tôi nói với các bạn là trong cái Trung Hoa Ngũ Đại Cổ Thuật đấy, nó còn có cả mệnh và bốc nữa, đúng không ạ? Mệnh chính là những cái bộ môn mà các bạn dùng để mà đoán mệnh nhé. Mệnh chính là những cái chúng ta xét thông qua năm tháng ngày giờ sinh ấy. Vì chúng ta sinh ra năm tháng ngày giờ sinh như nào chúng ta không quyết định được mà, nên chúng ta gọi là mệnh. Và những cái diễn biến của cuộc đời của chúng ta sau này như thế nào chúng ta gọi đó là vận. Thì cái mệnh được thể hiện qua một vài cái bộ môn như là tử vi là các bạn rõ nhất, đúng không? Tử vi thì là cái bộ môn mà luận đoán cái vận trình cuộc sống của chúng ta thông qua 118 cái ngôi sao, thông qua cái sự sắp đặt 118 cái ngôi sao trên 12 cái cung thiên bản. Và có thể nói thêm một bộ môn nữa là bộ môn bát tự, hay còn gọi là bộ môn tứ trụ. Tứ trụ bát tự thì cũng luận đoán cuộc đời của một con người thông qua can, thiên can và địa chi của năm tháng ngày và giờ. Năm tháng ngày và giờ chúng ta gọi là tứ trụ, và mỗi một trụ đó lại có thiên can và địa chi, nên 4 × 12 đó là bát tự, là 8 cái chữ cái của thiên can và địa chi. Từ đó chúng ta cũng ra là những cái đại vận của chúng ta trong những cái năm như thế nào sẽ diễn biến như thế nào, và chúng ta có cái ngũ hành ở trong cơ thể như thế nào, và nó sẽ diễn tiến đến cái tính cách nội quan của chúng ta như thế nào, và chúng ta sẽ có cái xu hướng hành xử
đối với cả những cái sự vật hiện tượng đến với chúng ta như thế nào. Còn ngoài ra thì ngoài cái lá số tử vi và bát tự, còn có một vài lá số nó cao cấp hơn, ví dụ như là lá số của thái ất thần kinh chẳng hạn. Thì những cái bộ môn đó đến bản thân tôi cũng chưa thực sự là lĩnh hội được và chưa thực sự là kiểm chứng được, thực chứng được. Còn cái tử vi và tứ trụ thì đó là những cái bộ môn rất là tinh hoa của cổ nhân để lại, và nó thực sự là chính xác, thực sự là rất chính xác. Tôi đã từng gặp những cái vị thầy trên thế giới mà họ đọc những cái câu chuyện mà tôi không tin được là họ có thể biết được, vì đến bản thân tôi, ngoài tôi ra thì không ai biết, ngoài tôi ra thì không ai biết cái câu chuyện đó, nhưng mà những vị thầy đó đã đọc ra được. Đó thì nếu như các bạn có đã nghiên cứu đến tử vi và tứ trụ, các bạn sẽ thấy là thì với cái với cái kiến thức của tôi, cái tôi đã hỏi cái câu hỏi này của tôi đã đau đáu, tôi đã hỏi rất là nhiều vị thầy rồi. Tôi hỏi rằng tại sao lại có những người có thể đọc được những cái vận trình của một con người rõ ràng như thế, thì tôi chợt phát hiện ra đây chính là cái câu mà tôi đúc kết được. Tôi chợt phát hiện ra rằng con người có hai bộ mã. Cái bộ mã đầu tiên đó là bộ mã về sinh học, hay chúng ta Việt Nam mình gọi là ADN, còn các cái quốc gia phương Tây gốc của nó gọi là DNA ấy, đúng không ạ? DNA đấy, DNA. DNA nó là một chuỗi gen của con người đấy, gọi là một chuỗi gen của con người. Sau khi mà giải mã hết được bộ gen đó, chúng ta sẽ biết ngay được, lấy cái bộ mã gen đó chúng ta biết ngay là người thuộc chủng tộc nào này, rồi tóc vàng hay là da đen hay là da trắng, rồi cao bao nhiêu này, sau này thì sinh con có bị dị tật không này, trước đấy thì bố thì là hình dáng như nào, mẹ là hình dáng như nào. Tại sao một cái đoạn mã gen nó nhỏ như vậy? Tôi nhớ là đâu đó nó chỉ khoảng bao nhiêu nanomet nhỉ, bao nhiêu nanomet, có nghĩa là nó là rất bé, mắt thường không thể nhìn thấy được, mà phải so sánh phóng đại cái tính hiển vi lên đến hàng nghìn lần mới có thể nhìn thấy được. Thì tại sao một cái đoạn mã nhỏ như vậy nó có thể là chứa được quá nhiều thông tin của một con người như thế? Đó là về sinh học. Thế thì tôi chợt phát hiện ra là con người còn có một bộ mã, một bộ giải mã nữa, đó chính là năm tháng ngày giờ sinh. Năm tháng ngày giờ sinh của một con người, hóa ra tất cả những cái vận trình của chúng ta đã được mã hóa hết ở trong đó. Thực sự thì phong thủy, và tử vi cũng như là những bộ môn mà nhìn thấu về vận mệnh ấy, không sai, không hề mê tín, chẳng qua cái người thầy có đủ trình độ để nhìn hay không mà thôi, và vận dụng như thế nào để cải biến cái cuộc sống này mà thôi. Thì quay lại cái câu chuyện như tôi nói rằng cái nghiệp cái hình tướng của chúng ta như thế này, là tôi có cái trán cao như thế này, không phải là theo thời gian mà nó to ra được, nó cao lên được, mà từ lúc nhỏ nó đã cao rồi, tất nhiên bây giờ nó chỉ hơn một chút thôi. Còn cái chiều cao của tôi, thì qua 5 tháng ấy, đến năm 20 mấy tuổi tôi cũng dừng phát triển rồi, mà đến năm hết 28 tuổi tôi cũng không còn cao thêm nữa, nên cái đó là những cái nó đã quy định từ trước rồi. Vậy thì cái 5 tháng ngày giờ sinh của chúng ta, nếu như chúng ta mới chỉ có dựa vào cái lá số đó thôi, thì có phải chăng là nó cũng lại quay lại cái sai lầm của chúng ta khi chúng ta nhìn lại vào cái nhân tướng, nhìn lại vào cái hình tướng. Chúng ta lại mới chỉ có nhìn về quá khứ. Nếu như chúng ta cứ chấp vào cái lá số tử vi, cứ chấp vào cái lá số bát tự hay bất kỳ một cái bộ môn thuật số cao cấp nào chăng nữa, chúng ta phải chăng là chúng ta đang chấp vào cái nghiệp lực của chúng ta ở trong quá khứ? Từ khi chúng ta sinh ra đến khi chúng ta biết nhìn thấy cái lá số đấy, nó cũng đã là 20 mấy năm rồi, đúng không ạ? Chắc là phải 20 mấy tuổi chúng ta mới đi xem bói mà, nên nó cũng phải 20 mấy năm rồi. Biết đâu trong những năm đó chúng ta đã làm rất nhiều công việc, là nếu mà làm việc thiện thì những cái tai ách của chúng ta sẽ được hóa giải, đúng không? Còn nếu mà chúng ta làm những cái việc không thiện, hoặc là không chịu phát huy được, không chịu tiếp tục tu dưỡng những cái phúc phần chúng ta nhận được đó, thì biết đâu nó đã tiêu tan rồi mà chúng ta không nhìn ra. Tôi có thể lấy ví dụ rất đơn giản, nó giống như cái việc mà các bạn ở đây đều là những người đã từng gửi tiết kiệm, các bạn biết rồi đúng không? Khi chúng ta gửi tiết kiệm thì chúng ta có một cái phần lãi, nó cũng như phúc phần của chúng ta. Mỗi một con người đều có một cái ngân hàng gọi là ngân hàng phúc đức riêng. Thì mỗi một ngân hàng phúc đức đó, mỗi một tháng nó sẽ trả cho chúng ta những cái quả ngọt, đó chính là những cái lãi. Còn nếu như chúng ta cứ tiêu dần vào những cái phúc đức đó bằng cách là chúng ta cứ cậy là mệnh của chúng ta tốt, thì chúng ta không cần phải tu dưỡng gì cả, cứ chơi đi, đến cái thời điểm nào đó chúng ta sẽ tự thành quả nó đến.
ông thầy bói ông bảo là ông thầy tướng, ông thầy tử vi tứ trụ ông bảo là năm 33 tuổi là hoành tráng lắm, thôi kệ cứ chơi năm 33 tuổi đã. Đó thì có phải là chúng ta đang tiêu mất cái phần phúc đức của chúng ta không? Và nếu mà đã tiêu rồi thì chúng ta sẽ phải trả vào trong tương lai chứ. Phong thủy chính là cái công cụ để chúng ta có thể thay đổi được, có thể thay đổi được cái phần khi mà vận hạn đến. Nhưng mà đó cũng không khác gì là chúng ta vay tiền ở trong ngân hàng, chúng ta vay thì chúng ta vẫn phải trả thôi. Và ở trong phong thủy cũng có một cái thuật số, nó gọi là thuật đả kiếp. Đả kiếp có nghĩa là mượn vận của tương lai. Mượn vận của tương lai thì sẽ phải trả lại những cái vận khí của tương lai. Và khi chúng ta đã bị suy khí rồi thì cái việc mà phải trả lại vận hạn đó nó sẽ rất là lớn. Chính vì vậy nên là tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái yếu tố thứ tư của phong thủy. Ở đây chúng ta mới biết đến là thiên thời, địa lợi và nhân hòa, đúng không? Nhưng mà trong phong thủy chính phái nó còn có một yếu tố thứ tư nữa, đó chính là yếu tố thần trợ. Yếu tố thần trợ là tại sao nó gọi là thần? Vì cái yếu tố thần trợ này đó chính là cái sự tiếp dẫn, nó chính là cái sự mà cho phép chúng ta có đạt được cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa đó không. Và đó cũng chính là cái phần mà tu nhân tích đức đấy. Tôi gọi là thần trợ là vì cái từ thần tùy từng tôn giáo mà coi những cái thần khác nhau. Chúng ta là những người theo đạo Phật, chúng ta coi ngài A Di Đà, ngài Thích Ca hay là ngài Quán Thế Âm là chính là thần của chúng ta. Còn những người khác có thể họ coi là Chúa Giêsu, hay là họ coi là Thánh Ala, hay là họ coi là thần Shiva của họ là những vị thần. Thì tất cả những cái đạo đó đều hướng con người tới cái thiện, nên tôi đều gọi chung đó là từ là thần trợ. Vậy thì trong tất cả những cái bộ môn của Đông Phương học hay là đó Sơn Y Mệnh Tướng Bốc gì đó, cũng là để tạo nên những cái vận trình của chúng ta mà thực sự nó là từ nhân khí con người mà ra. Và cái nhân khí này nó chính là cái quyết định tất cả thiên thời, địa lợi hay nhân hòa. Và cái nhân khí này thì các bạn biết rồi, nhân khí đó chính là cái sự tu nhân tích đức. Thì có lẽ tôi nói đến đây chắc các bạn cũng hiểu đúng không ạ? Và có một cái câu hỏi mà tôi rất hay nhận được, đó là thầy ơi, thế thì tuổi của tôi như thế này và tuổi của bạn tôi như thế này nó có khác nhau không? Vừa rồi tôi nghe thầy Quân giảng thì tôi có cóp được một vài câu rất là hay. Ví dụ như của bạn này này, bạn Trần Thơm, bạn hỏi rằng là chồng em thì sinh năm 7, chồng em mà sinh ngày bao nhiêu đấy, năm 79, còn em sinh là năm 79. Hồi mới lấy nhau, có ông thầy phong thủy bảo là hai tuổi này ở với nhau sẽ tổn thọ đúng không ạ? Đó, chồng em là sinh năm này, vợ sinh năm này, nếu mà hai thầy phong thủy hai tuổi ở với nhau thì tổn thọ đúng không ạ? Thì tôi cũng không hiểu là cái từ tổn thọ thì nó là như thế nào. Tổn thọ chắc là nói giảm của từ chết sớm đúng không ạ? Thì nếu như xét về phong thủy thì 2 tuổi 79 có một cái điểm đặc biệt là 2 tuổi 79 này thì đều là tam bích mộc. Nếu mà xét về mệnh cung phi, hai người mệnh cung phi đều tam bích mộc và hai người chính là sinh khí của nhau. Nếu mà xét về phong thủy, nhưng các bạn nên nhớ là ở trong phong thủy ấy, năm sinh ấy, nó chỉ quyết định là rất nhỏ thôi. Vì như tôi đã nói ấy, năm sinh, ngoài ra năm sinh còn có 5 tháng, ngày và giờ nữa đúng không? Có nghĩa là chỉ là 1/4 thôi. 1/4 là bao nhiêu? 1/4 là 25% đúng không? 1/4 là 25%. Và cái năm tháng, ngày, giờ sinh ấy, nó mới chỉ là về quá khứ thôi. Các bạn nên nhớ nó mới chỉ là về nghiệp quá khứ thôi. Còn cả một cái tiến trình của chúng ta từ khi chúng ta sinh ra tới khi mà hai bạn gặp nhau nữa, chúng ta đã làm quá nhiều việc, chúng ta đã diễn tiến trong cuộc đời là quá nhiều, chúng ta đã kể cả bản thân chúng ta, cái ngũ hành hay là những cái phong thủy của bản thân đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái môi trường ngoại quan ở bên ngoài. Tất nhiên là một con người mà sống ở trên dãy núi Himalaya hàng ngày tụng kinh niệm Phật thì chắc chắn cái trường năng lượng của họ sẽ khác hẳn chúng ta, đúng không ạ? Khác hẳn chúng ta hàng ngày hít khói bụi rồi suốt ngày tức giận với cả những cái người đồng nghiệp mà bảo làm thì lại làm không đúng như ý, vợ ở nhà thì mà bảo đổ bỏ tiền vào túi để mai còn đi ăn nhậu với bạn bè thì lại không cho, đúng không ạ? Trường năng lượng của hai người sẽ rất là khác nhau. Chính vì vậy nên không thể so sánh toàn bộ tất cả những người sinh năm 79 với nhau được. Trên thế giới này theo tôi nghĩ chắc khoảng tầm vài triệu người sinh năm 79 thì chả lẽ là vài triệu người sinh ra như vậy, giống nhau như vậy đều gặp những vận trình như thế hay sao? Thì bạn hãy
cẩn trọng với những cái lời mà dự đoán như vậy, thì tôi thấy rằng nếu như chúng ta chỉ cần tĩnh tâm một chút, chúng ta có thể là biết là đúng hay sai mà, đâu có cần phải những chuyên gia như tôi hay là những người uyên thâm uyên bác, những cái bậc minh triết như thầy Quân, đúng không ạ? Và đó chính là những cái góc nhìn của phong thủy chính phái, cũng như những điều mà tôi đã quan sát đúc kết được trong cái quá trình học tập cũng như là thực hành phong thủy chuyên nghiệp tại Phong Thủy Phùng Gia. Thì tôi cũng xin kết thúc tại đây. Nếu như các bạn có cái câu hỏi nào đó, các bạn có thể chia sẻ với tôi, và tôi và thầy Quân sẽ cùng giải đáp với các bạn. Thì em cũng xin thầy Quân cho em một vài lời nhận xét hoặc là góp ý gì đó trong cái bài chia sẻ vừa rồi của em, để em có thể chia sẻ kiến thức thêm với các bạn ạ.